Vậy lý thuyết ở đây các em cần phải nắm các vấn đề nào thì cụ thể các em tập trung lên này. Thứ nhất đó là khái niệm về phương trình bậc nhất hai ấn. Các em tập trung nhá, khái niệm về phương trình bậc nhất hai ấn. Nào, các em chú ý này. Phương trình bậc nhất hai ấn xy là một hệ thức có dạng ax cộng b bằng c. Trong đó a, b, c đã biết và a khác không, b khác không. Đây thầy lấy ví dụ thế này. Ví dụ của thầy chẳng như sau. Là thầy có 2x cộng với 3y mà bằng 6 chẳng hạn. Thì đây là một phương trình bậc nhất hai ấn và cụ thể đó là ấn x và y. Được chưa nào? Và ở đây vì sao lại khác không? Vì nếu trong trường hợp là a mà bằng 0 thì phương trình của chúng ta trở về là bi bằng c. Lúc này là phương trình chúng ta trở về phương trình bậc nhất một ấn và cụ thể đó là ấn y. Trong trường hợp nếu b của thầy mà bằng 0 thì phương trình của thầy trở về dạng là ax bằng c. Và đây có thể là trở về phương trình bậc nhất một ấn và đó là ấn x. Được chưa nào? Và các em nhớ rằng nếu giá trị vế trái của phương trình ax cộng b bằng c tại x bằng x0, y bằng y0 bằng giá trị vế phải của cặp số x0, 0 thì được gọi là nghiệm của phương trình. Đây cụ thể là như thế này. Đây nhá, thầy lấy ví dụ thế này. Ví dụ như thầy có là thầy lấy ví dụ như sau. Với x0 của thầy bằng 0 và y0 của thầy bằng 2. Được chưa nào?